Vâng, phim Rồng Giá đầu tiên với một tác phẩm không đồng. Đây chính là cái tác phẩm mà Giá và đã có tay lên. À, Cương Nguyễn. Cương Nguyễn xin giảm tác phẩm là 8.800.000. 8.800.000 đồng. Số đẹp. Và em đi tới bên này là anh Tuấn. Dạ vâng, em xin lỗi anh. Anh cứ làm một câu 15 triệu. Nhanh thế anh. 15 triệu là mức giá thứ hai. Và em cũng không nhận các anh đấu giá mà cứ tầm khoảng 5-7-8 triệu anh. Một cái lên 3-40 triệu em Trung Quốc không đồng ý. Chúng ta đấu giá vui à, lên là cứ đấu giá. Lên 2 triệu, 1 triệu, 5 triệu là cùng thôi. Chứ không đấu giá lên 10 triệu một lúc đâu à. Và 15 triệu là mức giá thứ hai à. Và em xin bắt cánh tay tiếp theo nha. Em có thể ra và nhìn kỹ hơn tác phẩm của chương trình ngày hôm nay để đưa ra giá. À, em đã nhìn thấy cánh tay của anh Lành à? À. Đúng không? Theo đồng tình đúng không? Anh ơi, cho em xin ạ, mức giá. Xin trả giá cái này 18.500. 18.500.000 đồng là mức giá tiếp theo cho tác phẩm của chúng em. Và em lại tiếp tục được mời những mức giá tiếp theo nữa. Bây giờ em sẽ mời ai ở gần đây đây đấy ạ? À, anh ạ, dạ vâng, quay dọc. Anh ạ. 21 triệu đồng ạ, một trang vô tay ạ. Cảm ơn anh. Mức giá đang là 21 triệu đồng. Bây giờ là ở đây thì anh em mình ai cũng biết là anh em ở đâu và đến từ đâu và tên là gì thì cũng không cần phải giới thiệu đấy nữa nhá, để chúng ta đấu cho nhanh. Và tiếp theo mức giá đang là 21 triệu đồng ạ. Bắc Ninh, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, bên chỗ nhà chú Toan là gì nhỉ? Bắc Giang. Uống rượu mạnh lắm, các anh nhìn vào cây giúp em tí nào. Các anh ngồi ở Văn Giang nhá, cái chỗ mà có cái bạn sinh năm 82 béo béo bụng to to của đội yêu cây của 982 nhá. Nhìn hộ vào cây các anh nhá, thì như cái là tính. Và anh ơi, mức giá là 21 triệu à, em xin các cánh tay tiếp theo được không ạ? 21 triệu đồng à. Giơ tay tiếp đi anh ơi, các chị ơi. Ngày hôm qua đi với em đã nói với các chị rất rõ ràng rồi. Ngày hôm qua em đưa xe, đưa các chị đi thăm cây và ngắm cây. Và tới đây dần dần nhá, cho các ông đào thải ra khỏi làng cây, chị em mình chơi. Mời chị. Chị đẹp. Xin trả cây này là 23 triệu. 23 triệu đồng. Thức giá tiếp theo, một tràng vỗ tay cho người phụ nữ rất xinh đẹp ở đây à. 23 triệu rồi ạ. Có cánh tay nào bên này nữa không ạ? Các anh có thể lên và ngắm kỹ tác phẩm của ban tổ chức chúng em ạ. Già kinh khủng khiếp luôn, già lắm ạ. Nó phải già tầm gấp 3 tuổi của em. Đúng rồi. Để em đếm đấy. Đã, à đấy, thấy chưa? Gọi là thấy. Ở đây cứ gọi là thấy. Xin mời nick cho bạn yêu thầy 1982. Em xin giả 26 triệu. 26 triệu, một trăm con tay nữa không ạ? 26 triệu. Chị xinh đẹp ơi, 26 triệu. Chị ngẫm nghĩ thêm 5 phút nữa nha. 26 triệu ạ, là mức giá đang có tại thời điểm lúc này ạ. Còn mức giá nào nữa không ạ? Một tác phẩm cây xanh nằm biển đã có giá 26 triệu đồng. Ba cây phút này để đem đấu giá vui chơi ở làng cây mình. Và hai tác phẩm kia cũng rất là bí mật. Đây là các anh chị chúng ta sẽ cùng nhanh chóng để chúng ta tiếp đến với tác phẩm tiếp theo. Được chưa? Còn cái tay nào nữa không ạ? Còn cái tay nào nữa không ạ? Không còn đúng ạ? Em Kim Cúc xin phép được đến ngược đúng không ạ? Đến ngược được chưa ạ? Vỗ tay đúng không ạ? Đến ngược ạ? Đếm. Và ngay lúc này cái sự xuất hiện tuyệt vời như thế này ạ. Em đang chuẩn bị đến cửa. Cả nhà có biết ai đến không ạ? Đố ai biết chị này là ai? Nếu biết chị này là ai, em sẽ
có một phần thưởng luôn tại lúc này. Ai biết ạ? Giơ tay ạ. Đâu ai biết ạ? Một sự xuất hiện ngạc nhiên vô cùng ở đây. Ai biết ạ? Ai nhầm mặt anh em ở đây? Anh biết chỉ là ai không ạ? Oh, chào vỗ tay, chúng ta cùng chào mừng chị Diễn Thiên, Hoa Tiến. Và ngày hôm nay rất là vui mừng cho nhà vườn anh chị thân mến, là có chị Diễn Thiên, Hoa Tiến, là chị rất rất dễ thương, rất là yêu em Kim Cúc. Và ngày hôm nay dù do cũng rất là buồn nhưng mà chị vẫn nhận lời lên đây đúng không ạ? Và chị đứng gần cái tác phẩm này cho em được không? Đấy, chị đứng gần ở đây chúng ta anh chụp ảnh đúng không? Ngày hôm nay chị Yến cũng bắt đầu đến ngắm cây và đến để tìm hiểu xem là cái làng cây nó có cái gì mà hay thế, mà tại sao lại nhiều các anh đẹp trai ở đây thế, đúng không ạ? Và một tràng vỗ tay em thích rất là anh dành cho chị Hoàng Yến đúng không ạ? Cảm ơn chị ạ, em mời chị, tí nữa chị sẽ lên sân khấu nhé. Và giá đang là 26 triệu đồng ạ. Xin phép em Kim Cúc đếm 3 2 1. Hết giờ và chúc mừng nhà vườn bạn Tính Béo trong đội yêu cây 1982 đến từ Bắc Giang. Xin mời tác phẩm lên đây và xin mời bạn Tính lên sân khấu. Đã chết 26 triệu và em Tính Béo. Và xin mời anh Thái Lạc đại diện cho nhà vườn thân mến, anh đứng lên trên đi, sẽ giao lại tác phẩm cho bạn Tính tại nhà vườn Tính Béo ở Bắc Giang. Em đứng ở bên cạnh này, bên cạnh anh này, đây chốt chưa? Chốt to đi, các anh chị thấy đội yêu cây 1982 của em thế nào ạ? Số 10 đúng không ạ? Em là số 1, bạn em là số 0. Nhìn đây nào. Và cảm ơn bạn Tính rất là nhiều. Trang ơi, nhìn anh Trang ơi. Và xin được chúc mừng tác phẩm đầu tiên đấu giá rất là thành công. Và một cái giá cuối cùng đó là 26 triệu cho Tính Béo. Một bài hát của Vô Tình. Sau đấy là